Việc cần làm khi có lũ quét. 1. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, mưa, lũ quét trên TV, đài, loa phát thanh. 2. Luôn đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, quan sát, ghi nhớ, chỉ dẫn cho các thành viên biết các vị trí an toàn có thể trú tránh, nhất là những vị trí cao. 3. Chạy thật nhanh ra khỏi hướng dòng chảy lũ. Bằng mọi cách thông tin cho các thành viên trong gia đình và những người xung quanh biết. 4. Nếu phát hiện các đập tạm hoặc bọng nước xuất hiện trên thượng nguồn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Những việc không được làm khi có lũ quét. Không được làm nhà, lán trại, ven sông, ven suối, ven chân núi. Không được đánh cá, vớt củi, lội qua sông, suối khi đang có lũ quét. Không đi qua các ngầm, tràn khi đang có lũ quét. Không tự ý đắp bờ, đập ngăn tạm trên các khe suối. Cập nhật thêm thông tin tại địa chỉ www.phongchongthientai.mard.gov.vn. Hãy chia sẻ thông tin này đến những người xung quanh bạn.